Thưa quý vị, ngày 28 tháng 2 năm 2021 là thời hạn cuối cùng để người dân Đà Nẵng trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư theo chính sách và giá đất cũ. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 18 tháng 2 năm 2021 đã có 2.250 hồ sơ trong tổng số 3.573 hồ sơ trên toàn thành phố đã trả nợ tiền sử dụng đất theo nghị định trên. Như vậy, toàn thành phố vẫn còn hơn 1.300 hồ sơ theo diện này vẫn chưa thanh toán nợ, trong khi thời hạn thanh toán nợ theo Nghị định số 79 của Chính phủ chỉ còn 5 ngày nữa. Phần lớn những hồ sơ còn đọng lại là do vướng mắc về pháp lý như mua bán viết tay, hợp đồng ủy quyền hết thời hạn, người được bố trí đang định cư ở nước ngoài, hồ sơ giao đất không khớp quy hoạch đã phê duyệt, thiếu quyết định phê duyệt kết quả bố trí đất tái định cư, không có hồ sơ thu nợ do đơn vị trước đây không bàn giao.